mới vào chùa được một vài tuần, một cái một vài tháng, một cái mà nó cứ ngủ la liệt ra với nhau. Thậm chí là cụ Vạn Niên, cụ bảo tôi cho một chú ra hầu cụ Vạn Niên, nó lên quét cái nhà thất ở trên tầng 2 ấy, lên khoảng 2 tiếng đồng hồ không thấy nó xuống. Thế cụ nhìn camera, cụ nhìn thấy là gì, nó nằm trong cái ngọc, nó ngồi, nó ngủ ngồi trong cái xó tường ấy. Thế cụ đi lên, cụ hỏi: thế làm gì mày, làm gì đấy? Và bạch thầy, có đang niệm Phật ạ. Đấy. Thế ngủ khò khò ra 2 tiếng đồng hồ mà cụ lên hỏi bảo mày cụ có đang niệm Phật à, nó thèm ngủ lắm. Khi mới bắt đầu tu Phật á, cái nghiệp chướng nó đến, cái nghiệp từ vô thủy của chúng ta nó đến, đến rất nhiều cách, rất nhiều cái phương thức nghiệp, nghiệp đến với chúng ta. Trong đó mà có một cái nghiệp là buồn ngủ, một cái nghiệp nữa là cái nghiệp ham ăn. Ham ăn và buồn ngủ, hai cái nghiệp thường hay đi đôi với nhau, thèm ăn và buồn ngủ. Ở đây Phật tử nói là buồn ngủ đến thì làm thế nào? Ở đây á có hai cách. Một cách thứ nhất là trước khi lên tụng kinh, Phật tử phải đi rửa mặt, rửa bằng nước lạnh nhé. Nếu mùa đông thì cho nước ấm lên chút được. Rửa, phải rửa, chúng ta rửa hết cả đầu ấy, rửa hết cả đầu chứ đừng có rửa tí mặt không. Rửa mặt đi. Xong rồi á, nếu mà còn buồn ngủ khi mà lên tụng kinh nữa, các quý vị lấy cái khăn ướt đó mang theo để một cái đĩa để bên cạnh. Mỗi khi mà buồn ngủ á, các quý vị lấy cái khăn đó là lau mặt đi một chút thì sẽ hết buồn ngủ thôi. Đấy là một phương pháp. Một cái phương pháp nữa mà khi buồn ngủ á, chúng ta giằng tai này. Chúng ta giằng cái tai này, giằng mạnh cái tai xuống thì nó sẽ đỡ buồn ngủ, giằng tai sẽ đỡ buồn ngủ thôi. Và một nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.